Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nana TV. Năm mới chúc các bạn vui vẻ, phát tài và tràn đầy hạnh phúc nha các bạn. Thì bữa giờ đó các bạn, là tình hình bóng năm là cực kỳ khan hiếm luôn các bạn ơi. Mình đi săn cá mà gặp rất là nhiều bạn than khóc luôn. Đây là một cái bóng năm đó các bạn. Trước đây đó các bạn, là nhiều khi là mình câu bóng năm là một ngày là hơn 10 bóng, nhưng mà bây giờ là mình kiếm một ngày đâu đó khoảng là 3-4 bóng là hết đá đó các bạn. 3-4 bóng là coi như là maximum nguyên ngày đó của mình luôn. Và có một số bạn là không có một cái bóng nào luôn các bạn ơi. Rồi nhấp thành công nè, để mình xem mình lên con gì giờ phút 02 nha các bạn. Lên nào, rồi một con cá voi sắc thủ luôn các bạn ơi. Nhiều khi đó các bạn câu khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng đồng hồ mới xuất hiện được một cái bóng năm, rất là nản luôn. Thật sự mà câu 4-5 tiếng đồng hồ để được một cái bóng năm rất là mất thời gian luôn các bạn. Câu mà nản thật sự ai cũng rất là nản luôn nha. Đây là một cái bóng 5 phút 06 nữa nè các bạn ơi. Có nhiều bạn còn than với mình rằng là một tuần lễ rồi không thấy bóng 5 luôn các bạn ơi. Thật sự một tuần lễ là ngay cái ngày bảo trì đó các bạn, đến hiện tại là không ra một cái bóng 5 nào luôn. Để mình xem mình lên con gì giờ phút 06 nè. Rồi, một con cá voi sắc thủ vương miện luôn. Bó tay luôn các bạn, không tin được luôn các bạn ơi. Một con cá voi sắc thủ vương miện vào phút 06. U là trời, đây là cái con cá voi sắc thủ vương miện thứ hai mà mình lên vào phút 06 nha các bạn. Cái con thứ hai mà mình lên vào phút 06 luôn nha. Đấy, là phút 06 vẫn lên được cá voi sát thủ và cá voi sát thủ vương miện nha các bạn. Nên các bạn câu cá các bạn đừng bỏ phút 06 nha. Hiện tại mà cái khung giờ xuất hiện cá hiếm bây giờ nó rất là khác xa so với trước kia luôn nha các bạn. Nên các bạn câu cá thì bạn câu hết phút 06 dùm cho mình luôn nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái cách mà mình làm sao để mà mình ra được nhiều bóng năm nha các bạn. Thì cái cách của mình á là đầu ngày đó các bạn, là mình trước khi mà mình ra ngoài biển mình câu á, trước khi mà mình đi săn cá hiếm đó các bạn, thì mình vô cabin này mình câu trước một cái con cá koi. Các bạn câu cá koi nha các bạn, thì đây là cái góc câu cá koi của mình đó các bạn. Mình câu ở đây rất là nhiều cá koi luôn nha. Thì bây giờ là mình chỉ cho các bạn trước là cái góc câu cá koi nha các bạn. Bạn nào mà biết cách câu cá koi rồi thì các bạn cứ việc câu, còn bạn nào mà chưa có biết cách câu cá koi thì các bạn lại đứng ngay cái góc này nha. Là mình không có tua nhanh đấy, là mình đi từ từ, rồi mình câu từ từ cho các bạn xem để mà mình câu cá koi như thế nào nha các bạn. Thì khi mà các bạn câu được một con cá koi rồi là các bạn ra ngoài biển các bạn câu á rất là nhân phẩm luôn. Mình thấy mỗi lần mà mình câu được cá koi đó các bạn, là mình ra ngoài biển câu một bóng năm, hai bóng năm một ngày hoặc là một đêm đó các bạn. Khi nào mà mình câu 2-3 đêm mà mình thấy mình không ra được bóng năm nữa là mình tiếp tục mình vô đây mình săn cá koi các bạn. Mình vô đây mà mình săn cá koi, khi mà mình câu được cá koi rồi á là có thể mình đi ra, có thể là 1-2 đêm đầu nó không ra bóng năm, nhưng đêm thứ ba hoặc là đêm thứ tư nó sẽ ra bóng năm lại cho mình đó các bạn. Nhiều khi là nó ra lại, là nó sẽ ra lại cho mình là 2 bóng năm hoặc là 3 bóng năm luôn nha. Thì bây giờ là mình sẽ test thử cho các bạn, mình quay trực tiếp cho bạn xem thử luôn. Đấy, cá koi nè các bạn. Đó, các bạn thấy ghê không? Đấy, mình câu rất là nhiều cá koi luôn nha các bạn. Cái chỗ này nè, mình cứ việc mà mình câu một chút xíu là nó lên cá koi cho mình. Đấy, các bạn cứ việc đến đây câu cá koi nha các bạn. Sau khi mà các bạn đã câu thành công cá koi rồi thì bây giờ là các bạn cứ việc ra thuyền hoặc là ra hải đăng các bạn câu thoải mái luôn nha. Còn heo hồng đó các bạn, heo hồng thì các bạn vô đó các bạn câu cũng khó ra lắm các bạn ơi. Heo hồng bữa giờ là mình thấy rất là ít luôn. Mình câu ngày nào mình cũng câu heo hồng hết, nhưng mà rất là ít người lên được heo hồng như các bạn. Và mình là mình không lên được heo hồng luôn đó. Nên là mình câu ở ngoài thuyền với ngoài hải đăng thôi. Thì cái cách làm này là của một bạn fan chia sẻ cho mình nha các bạn. Cách làm của bạn ấy là bạn ấy vào cabin, bạn ấy câu cá trước, sau đó đến giờ rồi bạn ấy mới bắt đầu ra thuyền hoặc là ra hải đăng bạn ấy câu. Thì cái cách làm này mình cũng test thử rồi, là lúc ra lúc không. Nhưng mà khi mà mình câu được cái con cá koi đó các bạn, thì ra câu bóng năm nó rất là hiệu quả luôn. Nó lên được rất là nhiều bóng năm, không phải là gọi là nhiều lắm nha, nhưng mà ổn hơn so với hiện tại nha các bạn. Hiện tại là các bạn câu 4-5 tiếng đồng hồ, nhiều khi các bạn câu được một cả một ngày luôn, được có một bóng năm một à. Nhiều bạn thì câu cả 3-4 ngày không ra bóng năm luôn. Thì đây, cái mẹo này là mình chia sẻ để cho các bạn kiếm lại bóng năm nha. Đây là một cái bóng 5 phút 05 nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thật sự là cái đêm này là mình câu là 4 con cá koi rồi đó các bạn. Mình câu 4 con cá koi rồi. Để mình xem mình lên, mình ra ngoài đây mình câu được bao nhiêu bóng 5 nha. Rồi nè, nhấp thành công nè, lên con gì vào phút 05 nè, rồi phút 06 luôn rồi. Rồi cá voi sát thủ nữa. Ui là trời, cái con thuyền này sao mà cá voi sát thủ không vậy? Nó chơi chứ thật sự lên cá voi sát thủ vẫn đỡ hơn so với lên búa cưa đó các bạn. Nhiều khi mà câu mấy cái khung giờ này nè các bạn, thật sự mà cái khung giờ mà cuối 05 hoặc là 06 đó các bạn, mình hay lên búa cưa lắm. Nên là cái khung giờ này mình cũng không có hy vọng mà lên tán hoặc là lên nhắm voi đâu. Tán hoặc là nhắm voi đó các bạn, thật sự là các bạn phải câu từ phút 03. Bóng 5 mà nó xuất hiện từ phút 03 nha các bạn, hoặc là cuối phút 02.
tại vì ở ngoài thuyền, ngoài thuyền này là nó khác ngoài hố xanh các bạn. Trời ơi, một bóng năm nữa các bạn ơi, một bóng năm liên tiếp luôn, cái bóng năm thứ hai luôn các bạn, hình như là cách một con cá, cách một con cá các bạn ơi. Đây là cái bóng năm thứ hai luôn nha, phút 06 nè, phút 06 hồi nãy lên cá vôi sát thủ Vương Miện nè, để xem lên con gì đây nè. Lên nào, lên nào, lên lên rồi rồi, nhắm búa luôn, bỏ tay luôn. Rồi cái khung giờ này thì chỉ lên được nhắm búa thôi chứ biết sao vậy các bạn. Rồi hết giờ luôn, hết giờ rồi, bây giờ mình tiếp tục mình đi ra ngoài hải đăng mình câu tiếp luôn nha các bạn. Khung giờ tán với lại là nhắm vôi ở thuyền nó khác ở hố xanh nha các bạn. Ví dụ như cá nhà tán ở ngoài thuyền là 03 04 là nhiều nha các bạn, còn ở hố xanh là 04 05 nha, là ở ngoài thuyền nó xuất hiện sớm hơn so với lại là hố xanh 1 phút nha các bạn. Nên các bạn lưu ý điều đó nha. Các bạn câu nhắm vôi thì các bạn câu á, chủ yếu là nó xuất hiện vào phút 03 04 các bạn. 05 cũng khó lên nhắm vôi lắm, tại mình lên mấy cái con nhắm vôi với lại là mấy con cá nhà tán ở ngoài thuyền đó các bạn, hầu như là cuối phút 02 hoặc là phút 03 hoặc là phút 04 không à. Còn phút 05 hầu như là mình lên cá vôi sát thủ rồi nhắm búa hoặc là mũi cưa. Nhưng mà ở hố xanh thì nó lại khác, hố xanh đó là phút 04 05 mới lại là cá nhà tán với lại là cá mập Greenland, còn lại phút 03 trở về trước là hầu như là cá mái chèo hoặc là mực đó các bạn. Nên là ngoài thuyền nó xuất hiện trước so với lại lỗ xanh 1 phút, các bạn lưu ý giùm mình cái điều đó nha. Cái này là mình câu tiếp ngoài thuyền luôn nha các bạn, tức là vừa hết cái phút 06 vừa rồi đó là mình chạy ra đây mình câu tiếp luôn đó, có nghĩa là mình ném phao ở đây từ phút 07 luôn nha các bạn. Khi mà ra ngoài biển này câu là các bạn chỉ việc lọc bóng thôi nha, các bạn không cần câu mồi gì nha các bạn, là mình đến từ phút 07 là mình lọc bóng luôn đó. Rồi hồi nãy là ở ngoài thuyền là mình ra từ phút 54 đó các bạn, là mình lọc bóng luôn nha, là mình không hề câu mồi một con nào nữa hết á, có nghĩa là mình đã câu ở trong cabin rồi thì ra đây mình không cần câu nữa nha các bạn. Các bạn dùng một chiếc cần câu nào mà các bạn cảm thấy các bạn bền nhất, rồi các bạn lọc liên tục lọc hoài luôn các bạn. Đây là một cái bóng 4 nè, bóng 4 vào phút 42, phút 42 này thì không biết có lên hải cẩu được hay không, nhưng mà cũng ít lắm các bạn, hầu như là mình thấy không có ai lên được hải cẩu vào phút 42. Chỉ có con hải cẩu lần trước của mình đấy là nó xuất hiện bóng vào cuối phút 42 và mình kéo lên vào phút 43 thì mình lên hải cẩu luôn. Còn cái bóng này là nó xuất hiện đầu phút 42, xuất hiện đầu phút 42 thì khả năng không phải là hải cẩu rồi. Lên nào, lên nào, một con gì đây, rồi một con cá ngừ luôn. Mình chọn cái góc câu này là vì có hai người trong team của mình lên hai cái con hải cẩu ở cái góc câu này nha các bạn, một con hải cẩu Vương Miện với lại là một con hải cẩu thường luôn, là ngay cái góc này luôn. Là hình như là mình có làm một cái video chia sẻ cho các bạn đấy, là cũng có một người lên một con hải cẩu Vương Miện ở ngay cái góc này nè các bạn. Nên là mình chọn cái góc câu này để mà mình test thử cho bạn xem luôn nha. Các bạn lưu ý cho mình là ra ngoài biển này câu là các bạn lọc bóng liên tục luôn nha các bạn. Các bạn đừng có ngừng nghỉ nha, các bạn không có cần đi câu cá kiếm tiền đâu, các bạn cứ việc ra đây các bạn lọc bóng, lọc liên tục luôn. Đây là một cái bóng 4 nữa nè các bạn ơi, đấy khung giờ của hải cẩu luôn nè. Rồi một con hải cẩu Vương Miện luôn các bạn ơi, để mình kéo một con hải cẩu Vương Miện cho bạn xem luôn nha. Đấy, rồi nhấp thành công nè, hải cẩu Vương Miện nè. Lên nào, một con hải cẩu đây nè. Rồi, một con hải cẩu nạn hải luôn các bạn ơi. Rồi nhân phẩm cái này là nhân phẩm nha các bạn, nhân phẩm là nhân phẩm đen, không có lên được hải cẩu đâu các bạn ơi. Nói cho bạn vui vậy thôi chứ hải cẩu đâu mà ra. Thì mình nói gọi là như các bạn, có nghĩa là các bạn đã câu cá kiếm tiền ở trong cabin rồi, các bạn câu rất là nhiều cá ở trong cabin để các bạn câu cá coi rồi. Thì ra đây các bạn chỉ việc lọc bóng thôi, các bạn lọc liên tục luôn, các bạn đừng có ngừng nghỉ mà câu cá kiếm tiền nha các bạn. Các bạn không cần câu cá kiếm tiền đâu, câu cá kiếm tiền thì nó khó ra bóng lắm, nên là các bạn phải lọc liên tục bóng nó mới ra nha các bạn, lọc không ngừng nghỉ luôn. Đây là các bạn ơi, một cái bóng năm nữa nè, một cái bóng năm. Rồi phút 44 rồi, nhấp thành công nè, lên nè, một con cá voi râu trắng nè, một con cá voi râu trắng Vương Miện rồi luôn, một con cá voi râu trắng luôn, không có Vương Miện các bạn ơi, chỉ là một con cá voi râu trắng thôi đó. Các bạn thấy ghê không, ra đây là lên cái bóng năm thứ ba nha các bạn. Đó là mình câu một ngày một đêm nha, các bạn có thể nhìn đồng hồ nha, là mình hết giờ ở thuyền là mình chạy ra đây mình câu luôn đó, là mình không có ngừng nghỉ đó các bạn, là mình lọc liên tục luôn, giữa khung giờ chưa tới giờ râu trắng mình vẫn lọc luôn nha các bạn, mình vẫn lọc bóng luôn nha, mình không có câu cá kiếm tiền, mình không có câu mồi con nào nữa hết á. Các bạn xem video nếu thấy hay thì cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh luôn nha các bạn, để khi mà mình ra video đó các bạn là các bạn sẽ là người xem video của mình đầu tiên, xem mấy cái mẹo này đầu tiên, rồi các bạn ra các bạn thực hành, các bạn câu thành công đầu tiên luôn nha. Hết giờ rồi các bạn ơi, nó không ra thêm một con cá nào nữa. Đấy là mình câu hết phút 48 luôn rồi đó các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ mở lại cái ba lô cho các bạn xem thử nha, để mình xem mình lên bao nhiêu con cá nha các bạn. Đấy, đây nè, vẫn còn nguyên nè, cá voi râu trắng nè, cá nặng hải, cá ngừ, cá heo Vương Miện, cá nhám búa, cá voi sát thủ. Đó các bạn thấy không, cá cam Vương Miện. Đây là những cái con cá mà vừa rồi mình vừa câu đó các bạn.
là mình khi mà mình câu được mấy con cá koi là mình ra đây mình câu là nó lên mấy con cá này nè, để mình mở lại mấy con cá koi cho các bạn xem luôn nha. Đây cá mấy chèo mình có quá trời nhiều luôn, để mình kiếm lại mấy cái con cá koi nha các bạn. Cái con cá koi đó các bạn giá tiền nó cũng cao lắm nha, các bạn câu nó các bạn đem bán cũng rất là nhiều tiền luôn đấy. Đấy là hồi nãy giờ là mình câu được 4 con cá koi rồi, mình ra đây mình lên được 3-4-5 đó các bạn. Để mình mở giá tiền cho các bạn xem thử nè, đó 165 đồng nha. Thì cái cách làm nó như thế này nha các bạn. Ok, video mình đến đây thôi nha. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.